chào mừng tất cả các cô chú anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi bất động sản Bình Dương. Vì kính chúc cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật vui vẻ, may mắn và tràn đầy năng lượng nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới hôm nay em sẽ review một lô 5 m thuộc khu L Mỹ Phúc 3 Bến Cát Bình Dương để cho tất cả những quý cô chú anh chị và các bạn những ai muốn mua đất đầu tư hoặc là xây trọ thì cả nhà hãy xem hết video này nha và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn vị trí bắt đầu từ cái cây bên này đến vị trí tay em chỉ là ngang 5 dài 30 dài tới dây điện phía đằng sau là tổng 150 mét vuông thổ cư 100 phần trăm sổ sẵn vị trí lô này khá là đẹp không có dính hối ga hay trụ điện ạ à đất đẹp bằng phẳng và hiện tại bên mắt người ta đang ủi đất ra để làm người ta làm vỉa hè đó. Đây là nhìn đường xá rất là rộng luôn. Lòng đường 8 m, mỗi bên vỉa hè 4 m, tổng 16 m nha cả nhà. Rộng rãi và thoáng mát, nhìn rất là sạch sẽ. Ở cái hướng này thì chúng ta sẽ chạy thẳng ra trung tâm của Mỹ Phước 3, đi khoảng tầm 7 đến 800 m là tới trung tâm Mỹ Phước 3 rồi. Thì tí nữa em sẽ lên xe em quay cho cả nhà xem và hình dung. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại lô đất này thêm một lần nữa ha. Vị trí bắt đầu từ à, cái cây bên này đến vị trí cái à, mép tay em chị đây là ngang 5, dài 30, dài tới à, dây điện phía đằng sau tổng là 150 mét vuông, thổ cư 100% sổ sẵn, hướng nam mát mẻ, thuận lợi làm ăn, giá rất là rẻ luôn. Ngày trước em bán cái lô này cho khách là đã 1 tỷ 9 rồi. Nhưng mà bây giờ khách kẹt tiền nên khách gửi bán lại hạ xuống là còn 1 tỷ 750 nha cả nhà, rất là rẻ luôn. Bây giờ em sẽ lên xem quay cho cả nhà xem và hình dung này. Vị trí khu L là một trong những khu có rất là nhiều tiện ích như trường học này, trạm y tế này, rồi công viên Ecolat và trường đại học Việt Đức nha. Bán kính từ 500 cho đến 700 m có đầy đủ tất cả các dịch vụ. Và cả nhà cũng thấy hai bên đường đây, bên BKM người ta đã ủi đất lên để chuẩn bị người ta làm vỉa hè đó. Nên là khi BKM làm vỉa hè lên nhìn cái lô đất của chúng ta lại càng ngày càng đẹp nha. Đường xá rộng rãi. À, đường uh, lòng đường 8m mỗi bên vệ hè 4m, cây xanh vệ hè đầy đủ. Hợi đường này chính là đường DL12 là trục đường thông dài nối từ NE8 sang khu uh, công viên Ecolat nha cả nhà nha. Đây là vị trí của cô này khá là đẹp, còn chỗ quay tôn này thì uh, là quỹ đất của trung tâm uh, thương mại nha cả nhà. Nên là từ vị trí của lô đất đã rất là gần với quỹ đất trung tâm thương mại này, gần với trường học này. Rồi, rồi trạm y tế này nên vị trí lô đó thực sự là rất là đẹp mà giá rất là rẻ luôn. tại vì họ, tại vì chủ người ta kẹt tiền nên người ta mới hạ giá đó. chứ còn bình thường năm ngoái là em đã bán cho khách của em là một tỷ chín rồi nha. nên là vị trí khá là đẹp. đây chính là đường NE 8 này cả nhà, là trục đường chính của mỹ phước 3 Hướng này thì chúng ta sẽ chạy thẳng lên trung tâm của Mỹ Phước ra 3 này cả nhà. Phía đằng trước chúng ta đó chính là trung tâm của Mỹ Phước 3 luôn. Đó, trung tâm của Mỹ Phước 3. còn hướng quay người trở lại này thì chúng ta ra cổng Mỹ Phước 3 và quốc lộ 13 phía bên hông này nha cả nhà. Phía đằng trước chỗ xe đó chính là quốc lộ 13 luôn. Nên là tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn những ai mong muốn đầu tư lô đất em vừa giới thiệu thì cả nhà hãy liên hệ cho em nhé em xin kết thúc video ở đây cảm ơn tất cả các cô chú